còn thu nhặt hoa hương, đắm suy tham nhiễm bên đường biết hay. Tử thần mang kẻ ấy ngay như cơn lũ cuốn, ngủ say cả làng. Dạ, bộ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. À, dạ, cảm ơn Rạng Đông đã cho biết nhỏ Nhật Quỳnh. Dạ, bây giờ thấy tín hiệu của Rạng Đông. Dạ, kính mời chị Rạng Đông. Sa thú cô tu nữ tệ duyên, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cô tu nữ tuệ duyên, cô tu nữ Thâm Má Chá Rí. Con kính chào đạo tràng, kính cảm ơn Sis Quan Nguyệt đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 47. Bục phà ni hề qua ba chi nành tầng, và sa ta ma na sằng na rằng, su tăng gà măng, ma hồ cổ hồ quá, mắc chú a đà gia cắt cha tí. Bục phà ni hề qua ba chi nành tầng, và sa ta ma na sằng na rằng, su tăng gà măng, ma hồ cổ hồ quá, mắc chú a đà gia cắt cha tí. Bục phà ni hề qua ba chi nằm tăng, và sa ta ma na sằng na rằng, su tăng gà măng, ma hồ cổ hồ quá, mắc chú a đà gia cắt cha tí. Người nhặt các loài hoa, ý đắm say tham nhiễm, bị thần chết mang đi, như lục trôi là ngủ. Bản dịch của Hòa Thượng Cất Minh Châu. Bục phà ni hề qua ba chi nằm tầng, và sa ta ma na sằng na rằng, su tầng gà măng, ma hồ cổ hồ quá, mắc chú a đà gia cát cha tí. Ai còn thu nhặt hoa hương, đắm si tham nhiễm đường biết hay. Tử thần mang kẻ ấy ngay, như cơn lũ cuốn ngủ say cả làng. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời Sistina. Con kính thành lễ ba ngôi tam bảo, con kính thành lễ an quý sư quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 47. Cúc bà ni hề và bát chi nằm tầng, và sát tâm mạng nát sẵn nát lần xuống tầng gà mà mắt đà ngồi hoa, ý đắm say tham nhiễm, bị thần chết mang đi, như lụi trôi làng ngủ. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cùng phá ni hê và bánh chi nan tăng, phá sanh ta mắn na sang na lăng, xuân tăng ga măng mà hô khô quá, mắn chư a ta giá cánh cha thi. Cùng phá ni hê và bánh chi nan tăng, phá sanh ta mắn na sang na lăng, xuân tăng ga măng mà hô khô quá, mạnh chư a đa và cánh cha ti. Ai còn thu nhặt hoa hương, đắm si tham nhiễm bên đường biết hay. Tử thần mang kẻ ấy ngay, như cơn lũ cuốn ngủ say cả làng. Của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con kính tri ân quý sư quý cô tu nữ và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Dạ, nam mô một cái đức mình lễ gia pháp này lễ đức tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 47. Út pa ni hề quá
Bá chí năng tăng gia sáp tá sằng năng má hồ quá mát chù à đà giá gắt chá tí bà ní hề quá bá chí năng tăng gia sáp tá má ná sằng ná răng sút tăng ga măng má hồ vô quá mắt chu à đà giá gắt chắc bà ní hề quá phá chí nàn tăng giá đà sáp tá má ná sằng ná sà măng má gắt chá tí người nhặt các loài ý đắm say tham nhiễm bị thần chết mang đi như lục trôi làng ngủ. Bản dịch là Thượng Minh Châu. Ai còn thu nhặt a hương đã đi tham nhiễm bên đường, biết hay tử thần mang kẻ ấy ngay như cơn lũ cuốn ngủ say cả làng. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và kính mời huynh Quách Thanh Á. Sa thú sa thú, lành thầy xích cẩm vân. Nam mô Phật-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật, lão pháp và chư tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, kính cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên cùng các xích cho biết nghe rõ. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 47. Pupani hewa pachinan tang biasata manasang narang sutang gamang maho khova makcu adaya gak jati. Pani hewa pakci nantang biasata manasang narang sutangga mang mahokhova makcuadaya gakcati. Pani hewa pakci nantang biasata manasang narang sutangga mang maho khova makcuadaya gak chati. Người nhặt các loài hoa ý đắm say tham nhiễm bị thần chết mang đi như lụt trôi làng ngủ. Bản dịch của ngài Minh Châu. Ai còn thu nhặt hoa hương đắm say tham nhiễm bên đường, biết hay tử thần mang kẻ ấy ngay như cơn lũ cuốn ngủ say cả làng. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Và Nam mô Phật Tha Giá. Và mến mời xích Tràng Đông, xích Ái Minh, xin lỗi, xích Ái Minh, xích Nhật Huyền theo. Dạ. Sa thú lành thay, cảm ơn huynh Quát Thanh Á. Nam mô Bố Thí Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng. Con kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng, kính lễ quý tu nữ. Ấy mình kính chào quý anh chị. Cảm ơn quý chị đã cho em biết rõ âm thanh. Con cảm ơn cô Tự Duyên ạ. Cảm ơn huynh trưởng nha. Bài 47. Bút pha ni hề qua bai chi nành tầng vì gia sa ta ma na sang na rằng su tang ga mang ma hô khu quá ma chú a đà gia ga cha tí. Bút pha ni hề qua bai chi nành tầng vì gia sa ta ma na sang quát na rằng sút tăng gà măng ma hồ khu quá ma chú a đà giá gá cha tí. Bực ba ni hê và ba chi nanh ta
các loài hoa ý đắm say tham nhiễm bị thần chết mang đi như lụt trôi làng ngũ. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Pa ni wa ba chi nan tang ya ya sa ta ma na sang na rang su tang ga mang ma hu khu qua ma chu a da ya ga cha ti. Pa ni he wa ba chi nan tang ya sa ta ma na sang na rang su tang ga mang ma hu khu qua chu a da ya ga cha ti. Ai còn thu nhập hoa hương, đắm si tham nhiễm bên đường biết hay, tử thần mang kẻ ấy ngay, như cơn lũ cuốn ngủ say cả làng. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức và kính nhân đức lại đạo tràng. Dạ sa thủ kính cảm ơn cô Ái Minh. Và cảm ơn răng đâm cô tu nữ Tị Duyên cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Giá. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Bình, kính chào đạo tràng, kính chào bảo thanh về giao đạo tràng. Và cô tu nữ Thâm Má Chánh Lý ơi, lâu lắm rồi cô mới vào đạo tràng, cô có thể đưa bàn tay của mình lên được không ạ? Và nếu được thì kính mời cô Hành Kiểm ơi có đưa bàn tay được không? Thành kiện cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ, yeah, không có bàn tay. Dạ, yeah, xa thử mời Hành Kiểm nha. Dạ, con kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư. Con kính đảnh lễ với cô tu nữ. Xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Xin đọc câu kinh Pháp Cú số 47. Búp phà ni hề qua ba, con đọc lại, búp phà ni huệ, đọc sai rồi, búp phà ni hề qua ba chi nành tằng và sát ta ma na sằng na rằng sút tằng gà mằng ma hồ khổ qua ma chu à đà ya ga cha ti. Dạ, con xin kể. Bập phà ni hê qua ba chi man tăng và sát ta măng và sát ta ma na sang na rằng sụt tăng ga măng ma hô u khô qua man chu a đá ya gạt cha tì. Đọc lại một lần nữa đi. Búp phà ni hề qua ba chi na, búp phà ni hề qua ba chi nằn tằng và sát ta ma na sằng na rằng sút tằng gà mằng ma hồ khổ qua mắt chu à đà ya gát cha ti. Con đọc đăng dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người nhặt các loại hoa ý đắm say tham nhiễm bị thần chết mang đi như lục trôi làng ngủ. Và con đọc tiếp bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Ai còn thu nhặt hoa hương đắm si tham nhiễm bên đường biết hay, tự thần mang kẻ ấy ngay như cơn lũ cuốn ngủ say cả làng. Gửi từng này. Ăn dạ. Từng nào gửi từng nói. Dạ con trả bài xong rồi, dạ con xin trả hết lại cho đạo tràng. Dạ xa thư kính cảm ơn xin thành kiểm. Dạ cảm ơn răng đồng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Năm mô Bích Tha. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng. Nguyên Tịnh ơi, bàn tay giấu đâu mất tiêu rồi Nguyên Tịnh ơi. Dạ, dạ Đảng Đông có thấy thượng tọa Tị Duyên online chưa Đảng Đông? Alo. Dạ, Nhật Quỳnh cũng chưa thấy nên rồi, bây giờ Nhật Quỳnh thấy Nguyên Tịnh chạy ra chạy vào rồi, mời Nguyên Tịnh cầm mic nha. Alo.
Thấy không, nghe không, nghe không, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu nguyên tịnh đây. Không lên hả? Rồi, không lên được. Dạ, con xin được ông bài câu pháp quốc kinh số 47. Dạ, cảm ơn Quỳnh Bách Thanh Á. Dạ, trong khi chờ đợi thượng tọa Tề Quyền vào, dạ, con xin được ông bài. Bất pha ni hề qua ba chi nành tăng bia sát tâm anh na sang na răng suốt tăng gà măng má hộ gô qua mặt chú a đa và gạch chặt đi. Bất pha ni hề qua ba chi nành tăng bia sát tâm anh na sang na răng suốt tăng gà măng má hộ gơ qua mát chú a đa và gát chà ti. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào nhé, mới vào đạo tràng. Dạ, lâu lắm Sương Mai không có cầm mít, xin Sương Mai có cầm mít được không thì Nhật Quỳnh xin nhường mít à. Tại vì chưa có giảng sư nên đạo tràng chúng ta được phép ông bài lâu giờ. Dạ, Sương Mai có cầm mic được không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ. Dạ, kính mời cô Sương. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Dạ, hôm nay Sương Mai bận quá đi. Lên chỉ nghe kinh được thôi mà có bữa còn không nghe kinh được nữa. Dạ, lên bận soạn bài cho bên lớp lớp học của mình thứ năm với thứ sáu đó. Mà đủ chuyện nhiều lắm. Thành ra Sương Mai không có lên đây được. Thỉnh thoảng mà rảnh rảnh chút có chạy lên chút. Dạ. Vậy thôi, nói với vậy cho Nhật Quỳnh biết vậy đó, chứ Sương Mai đâu có làm gì đâu. Cũng bận trong cái việc học không. Kiến thăm Quỳnh Quách Thanh Á nè. Dạ, quý vị quen với mình ngày xưa đó, cô Thâm Má Chà Rí. Dạ, à, học online này không biết ai quên rồi, không biết ai kêu em đó cũng lạ. Đà Nẵng, giả nhân rạng rụng, có thể mình biết được người này nhưng mà không biết phải hay không, qua sen thì mới mình biết. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh, cứ cầm mic nói đi nha, mình không có chuyện chỉ nói hết trơn. Nếu mà có giảng sư vô nữa. Dạ, cảm ơn mà thích Sương Mai rất là nhiều đã cầm mic. Dạ, định mời Sương Mai lên kệ kinh thôi. Dạ, cảm ơn đàn đọc cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Tùy Quyền, vừa quang lâm vào đạo tràng, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tùy Đức đã từ bi hoan hỷ cùng chúng con ông bài pháp quốc kinh số 47. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tỳ Liêu Xích Rạng Đông Xích Thi Na, cảm ơn Vinh Bách Tha Na, cô ấy Minh Hành Kiểm và Sương Mai đã hoan hỷ ông bài. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa Tề Quyền giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Samma Sambuddha Sa.
Làm thiên vận ngậm ngùi khẳng khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng đi hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm phương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, đáng mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi gặp chúng, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Từ Quyền Từ Bi Hỷ Đăng Đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự ý nghĩa câu pháp quốc kinh số 48. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ sư có nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu để con kính nhân mít đến sư ạ. Nhắn năm mươi mai của sáng khai với giờ thôi đi chúng được nghe được cùng chúng con thành kính đến đức Phật giáo pháp chúng tăng thượng tọa minh hạnh để thực hiện cũng chưa tăng tiền gì anh trả không được cũng chưa phật tử bắt đầu ăn sấm ma sấm bút thô phật cầu hoa bút thăng phật cầu hoàn tăng ba đề miswa ca vô thoát cầu hàm mang ngô phục chẳng khai mà mỹ cũng xin vô tam bảo là Phật mang bảo nên nhờ quy luật tam bảo hàm do hội đến chư tôn đức tăng quý phụ nữ được an lạc trong chánh pháp nam mô a di đà. Và cái bậc này cũng thưa Phật của quý vị, quý vị có nghe ồn hay ồn hay là nghe rõ bình thường? Quý vị có nghe chúng tôi nói rõ ồn không hay là bình thường à? Giờ đây cảm ơn thằng đọc và một phần. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi vừa thực nghĩa cũng vừa nói về sự vẽ câu pháp cú này. Bây giờ xin vào trực tiếp. Bút hà ni hê quá bất chi năn tăng gia sát gia sát tâm anh nát sang nát răng atik tay nhì quá kame su an ta cô cú rú tê quá sang, có nghĩa rằng thần chất nó có quyền lực. Với người đàn ông, nếu mà có tâm bị đấm nhiễm, nó thu nhặt những bông hoa nhưng không được thỏa mãn về cách. Đây là câu pháp cú số 48. Dạ, pháp cú số 48. Nhặt hoa, người nhặt hoa, các loại hoa, ý đắm say tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn để bị chinh. Ai còn thu nhặt hương hoa, đắm say tham nhiễm bên đường chẳng thôi. Có chừng thần chết tới nơi, bắt làm nô lệ rồi đời kẻ ngu. Kính thưa quý vị, đó là câu pháp cú số 48. Bây giờ đây là một hợp từ.
cái chữ bút pha, bút pha ní chúng ta biết rồi. Nó cũng là một cái hợp từ như ở phía trước mà chúng ta đã học, cái chữ búp pha là bông hoa, búp pha ní hê tú là những bông hoa hay những cành, những bông hoa hay là những cành hoa, mà những cành hoa đây là những cành hoa mang tính dục lạc. Hí là một hê quá là một trạng từ, hí cộng với ê quá nó thành hê quá, nó xóa một cái phụ âm, nó xóa phụ âm trước để là phụ âm sau, tức là hê quá. Nó là một bất biến từ, tức là chỉ thị, hí tức là thật, mà hí mà nó ê cộng ê quá thì nó chỉ đến một cái điều gì đó. Đã. Bắt đầu chúng ta tiếp tới một cái chữ nữa, tức là bát chi năng tăng, tức là bá cộng với chí thành anh bá, tức là nên một tiếp đầu ngữ bá nó cộng vô, nó chỉ một cái sự nhấn mạnh, mà chí tức là chinh tê tí, tức là xin lỗi, cái căn chân chí cộng với anh tá hiện tại phân từ, nó nói lên một cái vấn đề là thí dụ giờ nói lên một cái sự gì, tức là đang thu nhập hay đang gom góp. Dạ. Cho nên chúng ta được một cái câu mà gọi là đúng như vậy hay quả thật vậy, người đang gom góp những cành hoa đó, cành hoa dục lạc đó. Còn cái chớp da sách tâm mà nó xăng là từ cái chữ da sách tá cộng với quý cộng với một tiếp đồng ngữ a cộng tiếp lỗi một tiếp ngữ a cộng với căn sát cộng với căn tá, nó là một quá khứ phân từ, tức là nó đã bị coi như là đã bị bắt, đã bị dính mắc, bị cột trói. Còn chữ nó ra là con người, đây là danh từ nam tính cho nên ám chỉ cho một nam nhân, chứ đó là một người, nó ra là người, đó là một người nào đó. Ở đây danh từ nam tính thì chắc chắn đó là người đàn ông. Rồi tới cái chữ Atin nhê quá, Atin nhê quá. Nó nghĩa là bằng cái chữ Atin cộng với ê quá. Đây là một chữ Nikahita, nếu chúng ta học ở trong cái phần ngữ Pali. Đây là một cái sanh thi nó đặc biệt, là chúng tôi chỉ nói là như vậy thôi. Tức là khi nó mà xóa đó thì nó phải tăng lên một cái chữ, tức là nó đổi thành cái chữ nhá, thành cái chữ Nikahita là chữ ăn đây, Yagrawasa là ăn á. Trên ở đây Atit tăng. Đây là một tỉnh từ mà với cái chữ tiếp tá đó, mà nếu như nó cộng tiếp đồ ngữ á nữa, tức là nói đến cái gì, nói đến cái gì không thỏa mãn được hay là không thỏa thích được. Cho nên cái chữ mà á tiếp tá nhê quá ca mê suốt, coi như không thỏa mãn được hay không vừa lòng với gì, với dục. Mà cái căn tích tá nó cũng như là căn thỏa mãn đắm say thỏa thích cam mê suốt, đây chữ cam á danh từ nam tính mà chia theo định sơ cấp thôi, số nhiều e suốt cam mê suốt, tức trong các dục. Anh ta cô từ chữ anh ta cá danh từ nam tính, tức là nó đến cái gì, cái thần chết hay là sự tận cùng, hay là nó đến cái sự chết. Anh ta cô cú rú tê, cái chữ quá xá nó biết là nó thuộc về
cái khả năng cách công cự kiểm soát kurute, đây là từ cái căn căn kara căn làm á, còn nó là một như là một tha động từ, tự mình xin lỗi, tự động cái tha động từ hay là người khác, nó đây là một cái động từ trực tiếp, là nghĩa là tự mình làm, tự mình thể hiện từ cái chữ kara. Còn cái chữ đó là tính là cái chữ kurute đó, có nghĩa là từ cái động từ ka. Và cái chữ quá xá đây là một danh từ nam tính, nó chỉ cho cái quyền lực, cái khả năng, một sự kiểm soát. Dạ. Thì bây giờ cho nên chúng ta dịch được có nghĩa là thân chất hiện thể hiện cái quyền lực đối với một con người đàn ông có cái tâm ý đắm say và thu nhận những bông hoa nhưng không được thỏa mãn về các dục. Những bông hoa đây là những bông hoa thái dục. Dạ. Như người nhặt các loại hoa ý đắm say tham nhiễm các dục chưa thỏa mãn đã bị chết. Trên đây là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Và của Hòa Thượng Giới Đức cũng đã phổ thơ: ai còn thu nhặt hương hoa đắm say tham nhiễm bên đường chẳng thôi, có chừng thần chết tới nơi, bắt làm nô lệ rồi đời kẻ ngu. Kính thưa quý vị, cái câu chuyện này nó cũng rất là hay, cảnh giác cho chúng ta. Cái tích chuyện thì nghe chúng ta nói câu chuyện, tức là tích chuyện là người tôn thờ chồng. Nghe chúng ta nghe thì nó rất là lạ, những điều mà tại sao gọi là cái sự tôn thờ, tôn thờ như thế nào? Thì cái Đức Thế Tôn á ở Xá Vệ, nó liên quan đến một cái người gọi là Patipuchika, tức là người tôn vinh chồng. Tương truyền á ở cõi trời 33, cái cõi trời 33 là chúng ta biết là cõi trời nào, cõi trời Đao Lợi. Ba mươi ba chàng thanh niên á, dạ, làm các công đức á, có một vị trời, có một vị trời tên là Malapari, người mang vòng hoa và vườn cảnh cùng 1000 thiên nữ, một số nữ thiên nữ trèo lên cái cây ném hoa xuống, một nửa ở dưới mặt đất, một nửa ở dưới đất nhặt hoa rơi và trang điểm cho vua trời. Một thiên nữ đang ngồi trên cành cây thì qua đời, thân biến mất như một ánh đèn tắt và tái sanh vào trong một gia đình ở tại Xá Vệ. Cô nhớ lại tiền kiếp nên lớn lên thường dâng hoa để cầu nguyện muốn tái sanh về cõi trời với kiếp trước của mình. Cái câu chuyện nó đặc biệt như vậy. Thì cô ta lớn lên, năm 16 tuổi được gả về nhà chồng. Mà cũng may là cô ta luôn luôn gả về được nhà chồng, mà cái gia đình này là một gia đình có niềm tin, thì đến Đức Phật và thường thường thì được cúng dường đến các thầy tỳ kheo. Để bất cứ khi nào mà đến cúng dường các thầy tỳ kheo, mà hồi xưa đó thì người ta có làm có như là cái phiếu rút thăm. Rút thăm mà chúng ta dâng cho bao nhiêu vị, rồi vị nào có cái thăm đó thì đi đến từ những cái nơi đó, bởi vì rất là đông. Cho nên và khi cô ta đó rút thăm vào một vị tỳ kheo nào đó, thì ngày hôm ấy là cái ngày rằm vào ngày 30 mỗi tháng, suốt cái mùa mưa cô làm phước, cô đều cầu nguyện được trở về với người chồng kiếp trước. Các thầy tỳ kheo bảo cô luôn luôn hay tích cực, và với cái điều ước muốn đó và các vị đó đặt cho cô ta tên là Patipuchika, tức là người tôn vinh chồng. Và cô thường phục vụ tại cái hội đường, lo nước uống và chỗ ngồi cho các thầy tỳ kheo. Và cô ta được đặt một trách nhiệm, mỗi khi ai mà muốn dâng cúng theo phiếu thì rút thăm,
hoặc thức ăn vào ngày rằm 30. Họ đưa đến cô để dâng lên cho tăng chúng và phục vụ như thế. Cô đã được 56 năm làm thiện sự một liên tục như thế. Và cô ta có gia đình, sinh ra được 4 người con. Và vào một hôm sau khi cúng dường và đảnh lễ các thầy tỳ kheo, nghe pháp và thọ trì quy giới xong, đến chiều tối, cô ta thình lình mắc vướng cái bệnh và qua đời. Và cô ta được sanh về với cái người chồng kiếp trước của mình. Thì suốt cái thời gian, các tiên nữ vẫn mãi nhặt hoa để trang điểm cho vua trời. Ma La Pha Rí đã thấy cô hỏi thăm cô đi đâu. Cô kể lại đầu đuôi và cô sống luôn, cô có bố thí cúng dường và từ luân hồi vô số kiếp, không biết đến già và đến chết. Kể lại đầu đuôi thì cô ta mới nói rằng cô ta sống có cái sự buông lung, thay vì bố thí và cúng dường mà cứ luân hồi vô số kiếp, không biết đến già và đến chết. Tức là ý của ta nói là nếu mà chúng ta nó đắm sai các dục á, chúng ta luôn luôn mà chúng ta không có lo làm phước, không có lo tu tập á, thì chúng ta bị luân hồi vô số kiếp. Ý của ta nói như vậy đó. Thì vua trời nghe được tội nghiệp thay cho thế gian, cứ sống sai chết ngủ, không biết đến bao giờ mới thoát khỏi phiền não. Mà 100 năm của cõi người bằng 1 ngày 1 đêm của cõi Đau Lợi, 1 ngày 1 đêm của cõi Đau Lợi của cõi trời bằng 1 tháng 12 ngày và 1 năm và 1 năm của kiếp sống trời, 1000 năm của cõi trời, 36 triệu năm ở cõi người. Hôm nay các thầy tỳ kheo vào làng, và các thầy tỳ kheo vào làng đến hội trường, không có ai chăm lo, không có chỗ ngồi, không có nước uống. Và được biết là cô Bát Tí Bù Chí Cá đã qua đời. Các thầy tỳ kheo á, nếu như mà còn hữu học á, thì cảm thấy buồn, nhớ lại cái sự ân cần của cô tín nữ Bát Tí Bù Chí Cá này, và những vị rất là xúc động. Đối với những các vị mà hữu học còn phàm thì rất là xúc động, nhưng các vị A-la-hán thì các ngài hiểu biết về cái sự sanh tử khổ đau, cho nên không có khóc, không có buồn phiền gì cả. Các thầy tỳ kheo sau giờ thọ thực xong thì mới đi vào buổi chiều mà đến hỏi Đức Phật về cô ta, và Đức Phật báo cô ta đã sanh về cõi trời 33 cùng với người chồng đúng theo sở nguyện của mình. Và khi như thế thì cô ta đi về ở trên cõi trời để cô ta ngán ngẩm cho cái cuộc sống ngắn ngủ của kiếp người. Mới sáng hôm nay dâng thức ăn cho tăng chúng, chiều đã qua đời. Đức Phật bèn dạy: này các thầy tỳ kheo, mạng sống của chúng sanh rất ngắn ngủi, do đó trong khi họ đang còn mong muốn tìm thế lợi, danh lợi thế gian và tham đắm các dục trần chưa thỏa mãn, thì tử thần đã áp đảo họ, mang đi họ trong một sự than khóc tiếc thương của người. Và Thế Tôn nói lên câu kệ: người các loại hoa ý đắm say tham nhiễm các dục chưa thỏa mãn đã bị chết chinh phục. Nếu đọc qua câu chuyện này, chúng ta có lẽ nói một cách hiểu rõ hơn. Chúng tôi chỉ tóm tắt lại: có một tiên nữ ở trên trời, và lúc đang đi hái hoa đã chết ngay lúc đó và sanh xuống cõi người, làm các công đức thiện sự. Khoảng năm 50 mấy tuổi cô ta đã chết và sanh trở lại về cõi trời Đau Lợi. Thì lúc đó nói có nửa ngày của cõi trời Đau Lợi thôi, 100 năm mà. Thế mới nửa ngày, các vị tiên nữ kia còn thấy cô này đi vắng một chút xíu thôi. Thì cô ta mới nói lại là kiếp người đó do người ta cứ đắm say. Và ở trong đây á, Đức Phật này đúc kết một cái điều á, rất là tuyệt vời. Đúng là con người đó, gọi là chúng ta gọi là túi tham không đáy, hay là con người chúng ta luôn muốn và muốn nữa, cho nên chúng ta đau khổ.
Ở trong thương bộ kinh Đức Phật này có dạy một câu mình đánh thức nhiều, chúng ta phải cần nhớ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục gọi chúng ta. Đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy từ bỏ thế lợi, hướng tâm cầu tịch tịnh. Và kính thưa quý vị, có thể nói rằng ở trong cuộc đời, người ta cho là 60 năm cuộc đời chỉ là nửa một ngày, một ngày, nửa ngày của cõi đạo lợi thôi, một ngày của cõi tứ đại thiên dân. Sự thật cái dục lạc của cõi người mình đó, nó là thô, ngọc vàng bạc châu báu gì nó cũng là cái vật thô hết. Và chúng ta hưởng cái coi như là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, nó mang tính vật thô. Cho nên vì vị vật thô đó, trước khi chúng ta hưởng á, như chúng ta mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm á, nó rất là thô. Mà khi thô như vậy á, thì cho nên nó mới có một cái gì, nó có một cái tức là cái sự đào thải của tứ đại, của bất tịnh, nó có. Còn ở cõi trời thì quả thật thì họ được một cái nó được cái vật, họ thừa hưởng được cái thiên sắc, thiên thinh, thiên nhĩ, thiên tỷ, thiên thiệt, thiên xúc và thiên pháp. Họ được hưởng cái đó nó cao cấp hơn chúng ta nhiều. Nói sự cao cấp nó cũng như là một cái sự thưởng thức về nhạc vậy đó. Cái tiếng nhạc nhẹ nhàng, nó hòa tấu, hay là cái tiếng đờn, hay là cái âm thanh của trúc sáo, âm thanh của vật khua lên, nó thành một cái âm thanh nhạc, nhưng nó rất là mỹ, nó rất là thâm sâu. Một cái cao cấp như vậy chứ không phải là âm hâm đùng đùng, nó đó là một thưởng thức, không phải như vậy. Thì chúng ta ví dụ như vậy đó, một cái thưởng thức, một cái thinh, cái sắc, bắt tay mùi lưỡi thân và ý này, nó khác xa chúng ta lắm. Và người ta hưởng lạc rất là dài, rất là lâu, chứ không phải như chúng ta chỉ có một thời gian ngắn ngủi. Bây giờ đó, cho nên chúng ta, nhiều khi chúng ta không hiểu, chúng ta được vàng bạc châu báu ngọc ngà, hoặc là được một kiều điện, những cái điều kiện thuận, chúng ta sống có đầy đủ những cái phương tiện vật chất vân vân, thì phải nói rằng chúng ta cho là chúng ta đã là cao cả rồi, nó không còn những cái điều đó, nó rất là khác nữa. Và kính thưa quý vị, mong manh lắm đối một kiếp người, mong manh lắm một kiếp người mà thở xưa giá xá đó đã từ bỏ, sợ lắm. Tại sao vậy? Ngắn ngủi thay một kiếp con người, cho nên ngài bỏ những cái dục lạc của thế gian mà tầm cầu cái sự an bình, cái sự tốt đẹp cho chính mình. Và chúng ta có cái gì quý vị? Ở kiếp người này, dầu cho quý vị đang hiện đang bất cứ ở nơi nào, ở nơi đó có thể thọ hưởng được những cái điều kiện vật chất có thể hơn những con người khác khác nhau, nhưng nói chung những cái vật mà chúng ta hưởng nó cũng chưa có phải là cao cả. Cho rồi tất cả cái con người này không có thể điều trị được, không có một phương thuốc nào mà trường sanh bất lão, không có một con phương thuốc nào mà có thể chống lại thần chết được. Một khi đã chết thì không có thể sống lại. Tứ đại này nó không còn điều hòa, tâm tử xuất hiện, tâm tục sinh đã kế tiếp thì xem như chúng ta đã chết. Chúng ta nhớ như vậy. Và chúng ta chết như vậy thì chúng ta sanh đi một cái như là một cái sự thay áo, một kiếp sống mới. Mà kiếp con chúng ta luôn luôn, chúng ta nghĩ rằng chúng ta luôn luôn muốn sống,
sống hùng, sống mạnh, sống lâu. Nhưng chúng ta không có cái quyền sống đó. Chúng ta không tự định đoạt cái quyền đó. Mà chúng ta thấy chúng ta nghèo thì chúng ta có cái quyền quyết định. Thì đúng rồi, phải không nào? Nhưng nếu như chúng ta giàu có kìa, vàng bạc châu báu vua chúa kìa, cũng không thể thì chống lại được. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Thân nhân dù có chí tình cũng đành đứng đó lặng thinh mà đứng nhìn buồn thôi. Chúng tôi nói một cái câu này, nó dựa trong cái kinh Quán về vô thường của não vô ngã, để khuyến tu. Nó hoài nhưng nó cũng vẫn là mãi mãi. Muôn việc điều nương mấy tấc hơi, hơi vừa dứt việc đời cũng sẽ chấm dứt. À, của cải, vợ con, tiền bạc, vật chất nắm ra, nhắm mắt rồi lại nắm tay không, đi với cái nghiệp riêng của mình. Sanh đến đây không có đem theo cái gì cả. Có người nào sinh ra có bao nhiêu lượng vàng, có bao nhiêu hộp kim cơm mang theo đâu. Cũng sinh ra, cha mẹ sinh ra một cái, một hài nhi bé nhỏ đó, đi ra từ thai bào của mẹ bé nhỏ đó, mà khóc tiếng khóc của đối diện tứ đại bên ngoài, khóc lên. Và cứ như thế, rồi yếu tố của vật chất này nuôi lớn chúng ta, và chúng ta lớn lên trong cuộc đời đâu có đem theo cái gì. Và cũng vậy, chết thì chúng ta cũng đem theo, không có đem theo được cái gì cả. Nếu mà có đem theo thì cũng không có sử dụng gì hết, cũng chôn với mồ đó, cũng để đó, mà lại càng khiến cho cái đạo tặc trộm mộ nó còn đào lên, nó còn kiếm vàng bạc ở trong mồ, trong thân xác của chúng ta. Cho nên hiểu biết được cái lời Phật dạy nó khiếp quá. Tất cả chúng ta ở đây không ai sống, có thể nói trong room này hiện tại chưa có ai được một ngày của cổ đời trời đau lợi. Chúng ta có thể trên một ngày của cõi tứ đại thiên vương, nhưng không qua hai ngày đâu. Một ngày rưỡi của cô tứ đại thiên vương đã là khó tìm rồi. Rất là khó tìm. Nếu ai sống 100 năm, vượt qua 100 năm thì đó sống được một ngày của cõi trời đạo lợi thì quá tuyệt, thì điều đó cũng quá là hay. Nhưng kính thưa quý vị, cái sự tàn phai sắc của chúng ta đó, nó là lưng mỏi gối trùng mắt mờ tay điếc. Ở trên cõi trời đó, người ta chỉ giảm về cái gì? Cái sắc, cái hương của người ta, có thiên sắc thiên hương của người ta giảm thôi. Sắc tế mà, khi nó giảm là người ta biết liền chuẩn bị chết. Thì ở đây muốn nói cho chúng ta biết, phải nói là chúng ta phải biết quý trọng. Đành rằng kiếp người nó ngắn ngủi, đành rằng kiếp người không có dài lâu, nhưng kiếp nhân loại này là kiếp đáng tu hành đó quý vị. Quý vị nhớ Phật ra đời cũng ở cõi người, nhớ nha. Phật ra đời ở cõi người, chứ Phật ra đời không ở cõi thiên. Tại sao Phật ra đời ở cõi trời, và cũng Phật cũng không ra đời ở cõi khổ? Bởi cõi khổ chúng sinh không có thiện tâm khởi lên, mà chúng sinh nó còn mê mù si mê. Và nếu mà Phật không ra ở cõi trời, bởi vì cái thời gian á, để đến bước của cái tuổi già, của cái sanh lão tử, sanh lão bệnh tử, nó rất là khó thấy, rất là khó diễn. Bởi vì họ lo hưởng lạc, không mê say hưởng lạc nhiều.
Cho nên cõi con người biết là khổ đau, nhưng cũng là cái cõi vui. Chúng ta phải nhớ là cõi người là cõi vui, chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng cuộc đời này sao mà lắm ưu phiền. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta biết quý trọng cái kiếp con người này, chúng ta sanh vào cái kiếp thú này lại càng khổ hơn. Hay là chúng ta sanh vào cái cõi khổ như là địa ngục bằng sanh Atula ngạ quỷ, nó kiếp con người này, kiếp chúng sinh này lại càng khổ hơn. Bởi vì tối ngày, chúng ta tạm gọi tức tối ngày sáng đêm, nó chỉ mãi mê theo cái chuyện đó thôi. Nó tìm ai thức ăn, thức uống rồi thôi, nó truyền giống nồi và hết. Nó cứ rồi nó bị, và nó rất là yếu thọ. Của kiếp thú nó rất là ngắn ngủi và phải đau khổ như vậy. Hay là ở những cái cõi địa ngục, đó chúng tôi nói về cõi cổ bằng sanh hay là súc sanh. Còn nếu ở địa ngục có thì những chúng sinh đó bị cái sự bầm, bị cái sự đau khổ của thân xác này, mà cái tội phải chịu nó rất là dài lâu. Và ở cõi địa cõi ngạ quỷ thì nó rất là đối khác, rất là đối khác, đối đến nỗi mà cái miệng nó như cái kim vậy đó, ăn không được. Mà nếu như có ăn, ăn những cái vật dơ, đây là những con người có cái tính keo kiệt, bóng xén, ác xấu, tâm nhiều phẫn nộ, tâm nhiều tham ái, tâm nhiều keo kiệt, hay là cái tâm nhiều chuyện, tâm đã bị thóc thọc, bị gạo, chuyện không nói có vừa rồi nói không rồi, à coi như là trắng đổi thành đen, đen đổi thành trắng, vân vân. Còn cái cõi Atula đó, những chúng sinh nó toàn là bằng cái tâm nóng giận suốt ngày sanh thành Atula. Cho nên cái tâm họ rất rất là đau khổ, luôn luôn bị cái sự đốt cháy. Tâm họ nó khó chịu, nó bực bội, khủng khiếp, không bao giờ được cái sự an lành. Cho nên gọi Asura là Atula, là cái chúng sinh nó nóng nảy và nó bực tức, hay là những con dạ so nó ác xấu mà chúng ta gọi dữ, sợ đó, chính là Atula. Thì kính thưa quý vị, thì những chúng sinh ở cõi đó đó, nó không có tạo được những cái nhân thiện, không làm được những cái nhân thiện. Cõi con người này, đây chính là cõi có thiện có ác. Có hành động xấu, hành động tốt, có làm thiện, có làm ác. Tức là có trắng đen, khôn lường. Mà nghiệp trắng thì kết quả trắng, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp vừa trắng vừa đen, kết quả vừa trắng vừa đen, chính là cái kiếp con người này dễ thấy, dễ hiểu nhất. Chúng ta đây, tức là cái nghiệp sống của chúng ta, tức là nghiệp vừa trắng vừa đen, kết quả vừa trắng vừa đen. Chúng ta có đôi khi chúng ta được may mắn, chúng ta được tốt đẹp, có đôi khi chúng ta bị cái sự khổ đau một cách liên tục. Thì theo cái hạnh nghiệp từ tiền thân của chúng ta thôi. Nếu chúng ta tạo nhiều cái thiện sự, tạo nhiều cái nghiệp trắng á, và tạo lâu dài, và tạo nhiều, thì chúng ta được, tức là được cái sự thuận may, được cái sự thuận duyên nhiều. Quý vị biết có những con người đó, tại sao con người người ta trúng số rất là nhiều lần, người ta may mắn rất là nhiều lần? Bởi vì người ta làm cái việc thiện, người ta làm tiếp nữa, người ta làm nhiều. Còn đối với những người nghèo khổ, hay những người có một điều kiện chút xíu, người ta mua thật là nhiều lần nhưng người ta không trúng, vân vân. Thì thôi, tại sao như vậy? Do cái duyên, cái phước của người thôi. Mà có người, nhiều người nói rằng là người khổ đó mà cho họ trúng số đó. Thì bởi chính vì họ trúng số đó, họ không biết, và họ thiếu cái phước, họ không gìn giữ cổ được. Thế là họ xài phung phí, hay là bị cướp giật, hay là bị sang đọt, vân vân, rất là nhiều, mà do cái đó thiếu phước. Bởi cho nên trong cuộc đời này, chúng ta nhớ một điều, sống nhờ phước. Punya Niparalo Kasmin Tithon Dipaninang, chỉ có phước lành mới là điểm tựa của chúng ta ở tương lai. Chúng tôi ở tương lai chứ không nói là một kiếp sau. Paralo Kasmin có nghĩa là cái thế giới sau, cái đời sau, nói chung là chúng ta nó ở trong cái đời sau, ở trong cái tương lai của mình. Cái thứ quý vị rất là quan trọng. Nếu chúng ta hiểu biết được
cuộc sống này. Nói thêm cuộc sống này á, cái mạng sống của chúng ta là nhất định, thời gian nó vô định, nhưng thời gian á, thì nó bừng xoay một cách liên tục. Có mình hay không có mình thì cũng là thời gian của kiếp sống này. Nó từng hoạt như thế, nó sinh hoạt như thế. Đừng bao giờ cho mình là hay, đừng cho mình là như thế này thế nọ. Cuộc đời này có hay không có gì cũng là cuộc đời. Chúng ta có mặt hay không có mặt gì thì cũng là đi ngày nhật nguyệt như thế thôi. Chúng ta không làm cái gì trong cuộc đời cả. Mạng sống của chúng ta ngắn ngủi. Không biết bao nhiêu người thân thương của chúng ta đã ra đi ở tuổi già, tuổi trẻ, tuổi trưởng thành, tuổi thành đạt, công danh sự nghiệp, tuổi có nhiều cái tương lai đầy mơ ước, cái tuổi còn nhiều cái nhiệt huyết chưa thỏa, chưa vừa. Tất cả chúng ta đã chứng kiến những người thân của chúng ta đã đi trong cái sự thương tiếc. Những cái thú vị đó là tất nhiên rồi. Càng trải nghiệm, càng hiểu biết, chúng ta phải càng kiểm nghiệm lên mình, quay lại chính mình. Phật này dạy rất là đúng. Ta phải chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng. Ta có cái nghiệp của ta, ta làm lành thì được vui, để giữ thì chịu khổ. Cái thông phu tas mê rất tinh đi qua, quý vị và tinh tí, ngày và đêm nó qua mau lẹ, ta tích góp được bao nhiêu công đức rồi. Cuộc sống này rất là buồn, cuộc sống này rất là vui, cuộc sống này vô nghĩa, cuộc sống này hữu ích, cuộc sống này đáng sống, cuộc sống này, cuộc sống này đáng sống, cuộc sống này đáng buồn. Những cái phản ứng của tâm tư chúng ta, kính thưa quý vị, là do chính chúng ta. Không biết nắm bắt, không biết tích cực để giữ gìn. Hãy buông bỏ, hãy tha thứ để chúng ta được an lạc. Tại sao như vậy? Gặp nhau kiếp này, kiếp sau chúng ta còn gặp nhau không? Có cần thiết phải làm khó nhau không? Chúng ta là phàm phu, có những lúc bực bội nói lên rồi thì hãy cho qua đi. Phàm phu thì có những cái tâm bực tức, khó chịu, bực bội, và chúng ta tạm gọi nói tới cuộc đời có những cái lỡ lời, có những cái la hét bực bội. Nhưng nhiều rồi đừng có câu thúc, tức là chính chúng ta buông bỏ, đừng có kết nên cái quan trái, mà thế là chúng ta được yên vui. Chúng ta vui hay buồn là một cảm thọ. Một cảm thọ đó, nếu như biết tu thì biết buông bỏ cảm thọ. Đó thật sự, quý vị suy nghĩ đi, biết buông bỏ cảm thọ. Mà nếu biết buông bỏ cảm thọ gì để tâm của mình sống nó tốt. Bởi vì kiếp sống này ngắn ngủi, mà cho nên chúng ta tích cực làm những cái việc lành. Cũng là trong phẩm hoa đã có câu pháp cú này mà quý vị đã được nghe rồi. Như từ một đống hoa, nhiều tràng hoa được làm, vậy sinh tử tạo nhiều điều phước lành. Trong một kiếp con người đáng chán này cũng là đáng sống này, đáng buồn này cũng là đáng vui này, chứ không phải là như chúng ta đâu. Chúng ta biết buông bỏ cảm xúc, có nghĩa rằng cái vui cái buồn gì rồi nó cũng qua hết. Không có một cái buồn nào mà vĩnh cửu mãi mãi bao giờ. Cũng không có cái vui nào mà muôn thở. Mà câu thành ngữ của Việt Nam nói rằng ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Có gì đó. Bởi vì tất cả cảm thọ, tất cả cảm xúc đều vô thường.
những hình thái của cuộc đời sẽ đi qua. Chúng ta có muốn gặp nhau được nữa hay không để tiếp tục thiện sự? Cái nghĩa thứ hai cũng rất là đặc biệt để chúng tôi muốn nói quý vị nghe. Muốn gặp lại nhau trong cõi vô thường này, gặp nhau trong cõi vô thường, biết rằng giả tạm vẫn thương tiếc hoài, mà nếu như mà muốn tiếp diễn nó thì chúng ta phải tạo những cái thiện sự, chúng ta gặp nhau trong cõi vô thường đó. Thì dĩ nhiên cái lời nói này nó hơi đi sai cái lý kinh nghe quý vị, nhưng chúng tôi muốn nói cho quý vị nghe đó. Nhiều khi có những cái người ta thân thương nhau đó, người ta yêu thương nhau đó, người ta muốn đời này và mãi mãi đời sau họ có nhau, thì biết cùng nhau làm các thiện sự hướng về một cái đại thể chung trên con đường sinh tử này, thì chúng ta sẽ được. Nếu như cả hai cùng một cái lý tưởng, cùng cái ý chí, cái hành động, thì sẽ được kết quả đó. Cái đó thì nó hơi ngược nghịch với cái ý mà Đức Phật dạy chúng ta, tức là cắt ly cái tham ái. Nhưng điều dĩ nhiên mà chúng tôi muốn nói rằng chúng ta hướng tới những cái chuyện nó cũng còn tốt đẹp, chứ đừng có nghĩ rằng không phải là chỉ một cái lời nguyện suông. Tức là mình thôi giờ kiếp này không gặp, xin hẹn lại kiếp lai sinh, y như tiểu thuyết chứ không có chuyện đó đâu. Kiếp này không được thỏa ước gần nhau, được kết đôi kết tình nhau, thì hẹn lại kiếp lai sinh. Cái chuyện nó không phải là một chuyện như thế dễ dàng như vậy, mà nó đã trắc trở thì chúng ta phải biến nó trở thành thuận mai thuận duyên trong cuộc đời này. Nếu là đã duyên là của nhau thì chắc chắn sẽ gặp nhau, nếu là duyên thì chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại, nếu là thuận duyên thì mãi sẽ tồn tại, mãi sẽ tốt đẹp. Cái ý nghĩa của bài kinh hôm nay, Đức Phật ngài nhấn mạnh cho chúng ta biết rằng cuộc sống nó ngắn ngủi ở kiếp con người, và thần chết nó luôn hiện về. Cái câu mà chúng tôi thường nói trong kinh Phật đã dạy, chúng ta không biết chúng ta chết khi nào và chúng ta chết ở nơi đâu. Đây là sự thật. Khi nào chúng ta chết, trong mọi người hiện diện trong lúc này, không ai có thể biết được chúng ta chết khi nào. Nếu như những người đó ngoại trừ ở trong lúc này có người chứng thánh, có người chứng thiền, còn nếu như chưa chứng thánh chứng thiền không thể nào biết được chúng ta khi nào chết. Mà nếu chúng ta không biết khi nào chết thì chúng ta nên niệm về sự chết. Chúng ta không biết khi nào chúng ta chết thì chúng ta nên niệm sự chết, để cái điều đó mới báo cho chúng ta, mới cảnh báo cho chúng ta. Chúng ta niệm sự chết để chúng ta đối diện với cái chết, và chúng ta thực nghiệm được cái chết một cách căn bản và tốt đẹp nhất. Cho nên vì vậy muốn báo cho quý vị hiểu, muốn báo cho quý vị biết cái sự tình của kiếp chúng sinh là như thế. Cho nên chúng ta cố gắng, chúng ta tu tập, và chúng ta nhớ tạo các thiện sự, đó chính là hành trang, đó chính là điểm tựa, đó chính là sự nương nhờ của tất cả chúng ta ở trong đời sau. Và xin có đôi điều trình bày về ý nghĩa duyên sự và thích nghĩa từ như thế, kính gửi đến thể quý vị. Nếu có điều chi sơ tất, kính mong toàn thể quý vị quan hệ cho. Kính chấm dứt thời dẫn thức nơi đây, trước khi dứt lời kính dân Phật Phương Lạc đến Đức Trời, đến Đức Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chấm pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên ở đại chùa Quảng Nghiêm, chùa Bụ Đức, cũng như sinh dân phần phước này đến các bậc thầy tổ đã quá vãng ở trong quá khứ cũng như trong hiện kiếp này, thân bằng quý thua của chúng tôi, quý vị xin tất cả được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp, và xin hướng nguyện phần phước này đến cho các vị chân linh, giác linh, ký linh chúng sinh ở tại chùa Bụ Đức, chùa Quảng Nghiêm. Xin các vị chân linh chư thiên chư thần quan hỷ phần phước này có được vãng sinh về cảnh giới an lành. Kính chúc toàn thể được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khả Giá.
Dạ, sa thú lành thay, chúng con kính tri ân Thượng tọa Tuệ Quyền đã giảng bài học số 48 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng.